Xin chào các bạn. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc Box Nova 3 Color. Phải nói rằng là trong vòng 1 năm trở lại đây thì nhà sản xuất Box mang đến cho người dùng rất nhiều dòng máy đọc sách, rất nhiều lựa chọn từ những chiếc máy nhỏ gọn nhẹ như là Box 2, Box 3, những chiếc máy có màn hình lớn hơn một chút 78.8 inch, có hỗ trợ bút ghi chú ví dụ như là Box Nova. Đấy, hoặc là những máy to hẳn, ví dụ như là Box Note 10.3 inch mà mình đã từng review. Ok, quay lại nhân vật chính của chúng ta trong ngày hôm nay, đấy là chiếc Box Nova 3 Color. Thú thực thì từ trước đến giờ mình chưa từng cầm qua chiếc máy đọc sách nào có màu. Và đây là chiếc máy đầu tiên mà mình cầm trên tay với màn hình E-Ink Color có màu. Ok, điểm qua một chút về cái thông số của chiếc máy này đi. Chiếc máy này thì có màn hình 7.8 inch với công nghệ E-Ink New Clido 4096 màu. Độ phân giải màn hình là 1404x1872, đạt mật độ điểm ảnh là 300 ppi. Có đèn nền CPU 8 nhân, bộ nhớ RAM 3GB và bộ nhớ trong 32GB. Có cảm ứng, có bút cảm ứng, hệ điều hành Android 10.0, kết nối không dây Wi-Fi 2.4 và 5.0 GHz, Bluetooth 5.0, toàn là những con số khá là khủng. Kết nối USB Type-C, hỗ trợ OTG, pin 3150 mAh, có micro speaker, có loa ngoài luôn này. Kích thước 1973x137mm, độ dày là 7.7mm, khối lượng, trọng lượng thì đúng hơn, 265g. Ok, đấy là những thông số cơ bản của chiếc máy này. Chúng ta sẽ tiến hành bóc siêu chiếc máy. Nhà sản xuất thì có trang bị kèm một cái tấm dán chống xước. Dán chống xước các bạn nhé, không phải là dán cường lực đâu. Ok, nếu mà mình thì mình sẽ không dán cái tấm này lên làm gì, phí cái màn hình lắm. Đây là chiếc máy của chúng ta. Wow, các bạn thấy không, nó màu xanh, xanh đỏ tím vàng, rất là nhiều màu. Chiếc máy này có tất cả là 4096 màu. Để sang một bên, chúng ta sẽ đi vào cái phụ kiện đi kèm. Đây là một sợi cáp Type-C, một đầu là Type-C và một đầu là cổng USB thông thường. Ok, đây là một chiếc bút đi kèm với công nghệ bút cảm ứng của Wacom. Đây là cái thứ mà mình cảm thấy hài lòng hơn ở cái bút cảm ứng của chiếc máy này. Ngày trước mình cầm những chiếc máy ví dụ như là Box Note 10.3 inch hay là Livebook Ares hỗ trợ cảm ứng Wacom. Tuy nhiên cái bút ở của hai cái chiếc máy đấy nó quá nhỏ ấy, thực sự là rất nhỏ, chỉ bằng cái đầu đũa thôi ấy. Và khi mà cầm lên tay rất là khó cầm nắm sử dụng, trong khi chiếc máy này đã trang bị cái bút mình cho rằng là tốt hơn rất là nhiều đấy. Mình chưa biết công nghệ bên trong nhé, nhưng mà cái cảm giác cầm nắm, cái thiết kế các bạn thấy nó là một cái hình tam giác hơi bo tròn ở ba cái đỉnh đầu. Cho nên cái việc mà cầm nắm đấy, các bạn thấy nó rất là dễ chịu. Thì mình sẽ review sâu hơn cái tính năng ghi chú bút cảm ứng này của chiếc Nova 3 Color ở trong video sau. Mình sẽ để tất cả sang một bên. Ok, nhân vật chính của chúng ta đây, chiếc Box Nova 3 Color. Wow, các bạn thấy chưa, màu. Thú thực là mình chưa từng cầm chiếc máy đọc sách nào có màu, cho nên mình không biết phải đánh giá và so sánh cái chất lượng hiển thị, cái màu hiển thị ở trên chiếc máy này như thế nào. Tuy nhiên là theo như cái quảng cáo của Box đưa ra thì cái chất lượng về màu sắc, khả năng hiển thị độ làm tươi màu trên chiếc Nova 3 này với cái công nghệ Clidio mới thì nó mang lại cái trải nghiệm về màu sắc tốt hơn rất là nhiều. Và mình hy vọng sẽ là như vậy. Nói chút qua một chút về thiết kế tổng thể của chiếc máy này thì phía đằng trước là một cái tấm kính full viền và có một cái thanh ở phía dưới, nó giống với thiết kế của chiếc Box Box 2, Box 3 các bạn có thể thấy. Tuy nhiên cái tấm kính ở trên màn hình này thì không được thực sự là nhám cho lắm, nó vẫn dễ dàng để lại dấu vân tay, mồ hôi tay khi mà các bạn cầm nắm và sử dụng. Có lẽ là cái hạn chế của việc khi mà sử dụng màn hình kính thì nó không thể nào làm nhám một cách hoàn toàn giống như ở trên các cái thiết bị mà có màn nhựa. Đấy, các bạn thấy cái thanh của phía dưới và được đặt logo cũng như là cái nút home ở phía dưới giống với thiết kế của chiếc Box 2 và Box 3. Có một cái điều lưu ý là cái phần viền màn hình, tức là cái phần khung, các bạn thấy cái phần khung ôm vào màn hình ý, thì nó được làm nổi một cái gờ nổi lên một chút. Nó không nhiều lắm đâu, nhưng mà khi mà các bạn vuốt ra mép thì vẫn cảm giác rằng là chúng ta đang sờ vào.
Phần thông tin của chiếc máy thì được đưa xuống dưới rồi. Chiếc POC 2, POC 3 thì được đặt logo và đặt thông tin ở ngay chính giữa. Tuy nhiên chiếc máy này mặt lưng thì không có cái logo nữa. Còn đây là cổng USB Type-C. Tuy nhiên thì thú thực là mình không thích cái thiết kế cái cổng USB Type-C lắm. Nhìn nó hơi thế nào nhỉ? Nó hơi thô. Chắc là các bạn nhìn video các bạn sẽ thấy điều đấy. Tự nhiên nó nhô ra một cục, mình không hiểu tại sao thế. Mình không thích cái thiết kế kiểu này. Có mic này, cạnh dưới thì sẽ có thêm mic. Wow, nó giống như một cái điện thoại, chỉ là không có SIM mà thôi. Đúng là một chiếc điện thoại Android không có SIM. Đây, các bạn nhìn tổng thể một chút về mặt trước của chiếc máy này. Mình cho rằng là một thiết kế khá là đẹp. Trọng lượng 265g. Đây, mình sẽ lấy thêm một chiếc Kobo Aura One, cũng là màn hình 7.8 inch. Để các bạn, nếu như bạn nào đã từng cầm chiếc Aura One thì các bạn sẽ dễ hình dung và so sánh hơn. Cả hai chiếc máy này đều là màn hình 7.8 inch nhé. Mình cảm giác rằng chiếc Aura One nhẹ hơn chiếc này một chút. Đúng, thực sự là chiếc Aura One nhẹ một chút so với chiếc Nova 3 Color. Còn về kích thước tổng thể thì các bạn có thể thấy rằng là hai chiếc máy này gần như là bằng nhau. Độ dày, mình chưa xem lại cái thông số kỹ thuật về thiết kế của chiếc Aura One, nhưng mà nó gần như là như nhau. Ok, nút nguồn của chiếc máy thì đặt ở phía cạnh trên, các bạn thấy này. Nó chỉ hơi nhô lên một chút thôi. Mình sẽ tiến hành ách tiếp chiếc máy này lên. Có một cái ưu điểm của những chiếc máy đọc sách box, đấy là cái việc mà ách tiếp máy và cài đặt ban đầu nó rất là đơn giản. Rồi, đấy các bạn thấy cái thao tác active nó đơn giản lắm. Ok, như vậy là chúng ta đã active cái máy xong rồi và cứ thế dùng thôi. Mình đã copy một cái file truyện tranh, file là file màu cùng một file các bạn nhé, vào hai chiếc máy là Aura One và chiếc Nova 3 Color. Mình chỉ test với cái file truyện tranh màu trước, bởi vì thực ra mà nói thì với mình thì chiếc máy này nó chỉ khác chiếc POC 2 và POC 3 đấy là nó có màu, cho nên mình sẽ test về cái khả năng hiển thị màu ở trên chiếc Nova 3 này để các bạn dễ hình dung hơn một chút. Cái đầu tiên là mình thử xem là cái tốc độ lật trang của chiếc Nova 3 này như thế nào. Chiếc Nova 3 này có một cái nhược điểm, đấy là nếu như để tốc độ lật trang nhanh thì nó bị tình trạng lưu trang, bóng mờ khá là nhiều. Các bạn nhìn qua video không biết có rõ không, nhưng mà mình nhìn ở ngoài này thì khá là rõ. Cho nên sẽ phải chỉnh lại một chút chỗ này để nó không lưu trang nữa. Thì với cái chế độ này thì nó sẽ không còn cái tình trạng lưu trang nữa. Nhược điểm của tình trạng này thì nó sẽ giảm cái tốc độ lật trang đi. Tuy nhiên là khi mà mình làm như này thì nó vẫn, các bạn có thể thấy là nó vẫn xử lý, nó vẫn lật trang nhanh hơn so với chiếc Aura One. Dù sao thì với một chiếc máy đắt tiền hơn gấp đôi đấy, giá máy so với giá máy new thì nó đắt gấp đôi so với chiếc Aura One. Với cái phần cứng nó mạnh hơn thì cái việc lật trang nhanh hơn là cái điều mà dễ hiểu thôi. Cá nhân mình thấy rằng nó bị chậm đi một chút, nhưng mà hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nói một chút về màu của chiếc máy này, thực sự thì mình lần đầu tiên cầm một chiếc máy đọc sách e-ink có màu, cho nên là mình cũng không biết phải so sánh và đánh giá như thế nào. Nhưng mà với nhu cầu của mình nhé, thì mình gọi là khá là hài lòng với cái màu, với cái khả năng thể hiện màu sắc ở trên chiếc máy này. Nó không được tươi, nó không được rực rỡ giống như khi chúng ta đọc ở trên máy tính bảng, đấy là điều đương nhiên không phải bàn cãi rồi. Tuy nhiên thì mình thấy rằng nó hoàn toàn chấp nhận được, màu sắc khá là sinh động. Nó khác hẳn so với việc mà các bạn cầm một cái máy đọc sách chỉ có màu đen trắng phải đọc, đấy là điều không phải bàn cãi rồi. Mình không biết là những cái máy trước đây, những cái ví dụ như POC 2 Color như nào, mình thực sự là mình chưa cầm, mình không biết được. Nhưng mà chiếc máy này mình thấy rằng là màn hình cái màu nó thể hiện là khá là ok, khá là ok. Tất nhiên ở đây trong cái phần cài đặt ấy, để các bạn có thể thấy này, cái bảng điều khiển của nó về màu ấy, nó nhiều thứ lắm. Chắc là mình sẽ cần phải có thời gian tìm hiểu nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn thì mới đưa ra được cái đánh giá, cái nhận định chính xác hơn. Nhưng mà trước mắt thì mình khá là hài lòng. Cái màu nó thế nào nhỉ? Nó giống với cái việc mà các bạn đọc báo giấy ấy. Đấy, cái báo giấy báo to mà người ta in lên ấy. Đấy, thì dùng cái từ nó sẽ hơi nhợt nhạt, hơi dại dại màu một chút. Đấy, nó không được đẹp giống như kiểu là catalog hay là tạp chí mà các bạn đọc đâu. Thế này là mình thấy đã là một cái sự tiến bộ rất là lớn trong cái công nghệ màn hình e-ink rồi. Bởi vì bao nhiêu năm nay các bạn hình dung là những chiếc Kindle đầu tiên ra mắt khoảng độ tầm 2006-2007 đấy, 15 năm.
và vẫn là màn hình đen trắng. Và đến bây giờ mãi thì chúng ta mới có cho mình những cái lựa chọn, đấy là màn hình in màu. Thế nên các bạn để hình dung ấy là cái màn hình in màu này chắc là nó sẽ còn cần khá nhiều thời gian nữa để hoàn thiện và phát triển lên. Thì ở thời điểm hiện tại mình cho rằng đến cái mức độ này cũng là ở mức độ nào đấy chúng ta có thể chấp nhận được với cái khả năng thể hiện cái hiển thị mà nó mang lại được rồi. Thế còn mình sẽ cần nhiều thời gian hơn để trải nghiệm về chiếc máy này. Về cái tính ổn định của nó, thời lượng pin, cũng như là cái tính năng ghi chú của nó. Và mình sẽ tìm hiểu thêm một chút về cái công nghệ e-ink này ở trên chiếc box Nova 3 Color. Hẹn các bạn ở cái video tiếp theo thì mình sẽ review một cách chi tiết hơn nữa về chiếc máy này. Ok, máy này thì mình vẫn để sẵn ở cửa hàng Hải Kindle chi nhánh Hà Nội. Thì nếu như bạn nào mà muốn trải nghiệm thì các bạn cứ qua nhé. Máy lúc nào cũng có sẵn ở cửa hàng để các bạn trải nghiệm. Chiếc máy này thì mình sẽ chưa bán đâu, còn sẽ phải để lại trải nghiệm một thời gian nữa. Ok, tạm thời là như vậy đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.